Chào mọi người, hôm nay là mời các bác đến tham quan vườn. Vườn này là mới, đây là trước là một cái ao. Đấy, cái ao này. Như ao tập thể. Đây còn nuôi ba ba. Không, cái này lấy nước, trích nước. Chắc cho mày con ba ba ăn cả. Ý tưởng hay đấy. Đi là sẵn có rồi. Nó dễ dễ nuôi không? Dễ nuôi. Cứ thả là xong. Ba ba mày cười cà rô đầu vuông, ăn bánh đa cả năm. À. Mà nuôi cà rô. Một cái hố này thì được mấy con? Cái cá rô đầu vuông, cái hồ này phải nuôi được 200 diện tích này. Thế cơ? Ừ. Cá rô đầu vuông. Đầu vuông. Giống đắt không? Giống nhiều chỗ nó bán. Nhưng mà nhanh lớn không? Nhanh lớn lắm, nó như bàn tay nó 6 lạng con. Ba ba thì đắt không? Ba ba giống cũng rẻ. À. Đây cho độ 5 con ba ba mới độ khoảng 100 cá rô thì có ăn suốt lắm. Cá rô đầu vuông. Mà nước nó ra sát nó sạch. Rồi để cháu đi tìm. Em thôi. Người ta dụ bàn nha, chết. Nói mẹ nó lên đi cho nó chọn cái nhà chọn. Là nó sợ là bánh ra là nó. Cái này là mộc này là chú cũng chưa đảm bảo gì thức ăn. Hai những cái răm này nó cũng hơi bị già. Thích sức là chuyện hơi tiền đầu hơi kèm. Lô này. Rau. Đấy, thưa các bác. Bác lái xe à? Vào tất cả đây. Nhỏ, cái nhỏ à? Làm bên kia. Cái loạt này là bằng loại một thân của cháu như chỗ cơ sở ra mà còn cây ba thân này. Nó tầm thế này đang là 7 triệu tiền phát thân là tầm 6 triệu. Đây đi. Nhà cây gốc như thế này. Cái này vay trong khoảng 14-15. Được. Bác này thì là của bác 18 phân. À, 18. Của bác cũng 16, tay tôi thì ít. Đấy của bác còn thì tay thì dài. Người.